Members, we're going to return to motions and resolutions. Senator Nguyen, did you have an adjournment memory? Senator Nguyen. Thank you, Mr. President. Kính thưa các vị thượng nghị sĩ và đồng hương, tôi và những người con của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ của cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden cho Cộng sản Việt Nam và sự đàn áp của ông với Cộng sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Sau 40 năm, việc làm của các vị như ông đã hại người dân Việt Nam và đã nhận con những người Việt Nam và cũng như những người Việt Nam, Trương Phế Binh, người đi vượt biên như gia đình của chúng tôi, và con của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam còn lại ở nước Việt Nam. Members, today I recognize in memories of the millions of the Vietnamese and thousands of the Vietnam, hundreds of thousands of Vietnamese refugees who died in seeking for freedom and democracy. Yes, On Tuesday, you had an opportunity to honor Senator Tom Hayden. With all due respect, I would like to offer Senator another Manning, historic perspective. On Tuesday, instead of participating, I choose to step out of the chamber. Senator Manning, for what purpose do you rise? Point of order. Thank you, Mr. President. With all due respect to the senator from Orange County, I'm raising a point of order discussing, as a matter of personal privilege, Senator Nguyen, an adjournment in memory that happened 2 days ago is out of order. Senator Nguyen, you're out of order. Please, if you can take your seat. Senator Nguyen, you are out of order. If you can please take a seat. Senator Nguyen, to my colleague from Orange County, please take a seat. You're out of order. Senator Nguyen, it only makes it more dramatic. Senator Nguyen, please take a seat. You are out of order. Senator Nguyen, please take a seat. You are out of order. Senator Nguyen. Senator Nguyen, please take a seat. You are out of order. Senator Nguyen. Sergeants, please. Senator Nguyen, please have Senator Nguyen take a seat. She is out of order. Senator Nguyen, sergeants, please remove Senator Nguyen from the chamber. Have her removed immediately. Sergeants, please remove Senator Nguyen. She is out of order. Mr. Senator President, Manning, for what purpose do you rise? Mr. President, this is out of order. She is out of order. This is inappropriate. It is out of order. It is disrespectful to the memory of a fellow senator who was memorialized 2 days ago, and this is fully inappropriate. It denigrates the respect afforded to colleagues, particularly fallen colleagues of this House. It is fully inappropriate. And I appreciate the president taking action to rule this out of order. Thank you. Senator Manning, your point of order is well taken. Senator Leyva, for what purpose do you rise? Hôm nay chúng tôi nghe lữ rất là xúc động khi được tin là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn vì muốn bảo vệ cái tư cách của người Việt Nam Cộng sản mà đã bị bịt miệng và bị đuổi ra khỏi thượng viện của California. Thưa quý vị, sự việc này nó như thế nào? Chúng tôi mời quý vị nghe kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ là người đại diện cho
Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn sẽ trình bày chúng ta về sự việc đã xảy ra vào ngày 23 tháng 2, 2017 hôm nay. Chúng tôi cũng phải nói là rất là quan tâm đến cái tình hình hiện nay. Thật sự thì Thượng nghị sĩ Giang Nguyễn là một cái vị anh hùng của chúng ta qua cái sự kiện này. Nhờ được biết việc này và nhờ vì cái thái độ của cái người chủ tòa phiên họp hôm nay tại sàn thượng viện là có một thái độ bất kính và không đúng cái quy tắc, cho nên chúng ta mới thấy được cái thái độ anh hùng của một thượng nghị sĩ dân người chúng ta là người Việt tị nạn. Cái sự việc là như thế này. Ngày thứ ba vừa qua, tức là cách đây 2 ngày, thượng viện tổ chức làm cái buổi tưởng niệm tưởng nhớ một vị cố thượng nghị sĩ có tên là Tom Hayden. Ông này là thượng nghị sĩ của thượng viện của nhiều năm trước và ông đã mất, ông đã chết vào tháng 10 năm ngoái. Thì ngày thứ ba vừa qua đó, tức là cách đây 2 ngày, thượng viện mới làm một cái lễ tưởng nhớ ông. Nhưng mà cái vì ông là chồng của bà Red Fonda và ông là có một quan điểm thân cộng, ông đã về Bắc Việt, ông đã có thái độ giống như những cái người thượng nghị sĩ mà phản chiến vậy giống, và ông sống cố vụ cho cái phong trào đó. Cho nên thượng nghị sĩ chúng ta mới thấy được cái việc này, ông này cái chuyện vinh danh, cái chuyện tưởng nhớ là cái chuyện ok. Nhưng mà cái việc mà đem ông ấy ra để đem cái quan điểm của ta để mà như là một cái giao truyền về một cái cách thức cái của ông ta đó, thì thượng nghị sĩ phản đối. Thượng nghị sĩ ra ngay người phản đối. Đó là lý do mà bà muốn phát biểu ngay trong cái ngày đó, nhưng vì tôn trọng cái ngày tưởng nhớ đó trên bà không nói, và bà có yêu cầu sẽ bà sẽ nói trong cái buổi họp hôm nay của thượng viện, tức là ngày thứ năm. Trong ngày hôm nay thì bà phát biểu, và bà phát biểu bằng cả tiếng Việt trước khi phát biểu qua tiếng Anh, trước khi chuyển qua tiếng Anh, về cái quá trình, về sự hình thành, về sự đóng góp của cái quân lực cũng như của những người dân miền Nam như thế nào. Và bà muốn có cho thượng viện biết một cái nhìn khác, một cái nhìn lịch sử về cuộc chiến Việt Nam khác với Tom Hayden. Đó là cái lý do mà bà phát biểu một cách rất là mạnh mẽ và rất là ủng hộ. Nhưng cái vị chủ tòa của phiên họp ngày hôm nay, ông ta đã, tức là ông ta là cái lãnh tụ của cái đảng Dân Chủ, ông ta đã yêu cầu ngưng. Ông ta yêu cầu ngưng rồi không được, thượng sĩ vẫn tiếp tục nói, thì ông ta đã cùng với một cái người khác, một cái vị thượng sĩ khác cùng đảng với ông ta trong cái khối đa số Dân Chủ đó, yêu cầu xuất đao cái micro của bà. Cái chuyện này thái độ rất là bất kính. Thì khi bị xuất đao cái đó, cho nên bà rất là giận, bà đã tiếp tục phát biểu một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thì liền sau đó họ yêu cầu bà trở về chỗ ngồi, thì bà không chịu ngồi, họ không cho bà nói, họ xuất đao cái micro của bà và tiếp tục họ yêu cầu bà trở về chỗ ngồi, thì bà vẫn tiếp tục nói, bởi vì bà muốn phát biểu cái quan điểm và bà có cái yêu cầu của bà là có một cái nhìn khác về cái nhìn về chiến tranh Việt Nam như thế nào. Thì từ đó thì bà họ không thể khống chế được gì đó, thì họ bắt đầu khống chế bằng cách khác, lò cho lần của những cái người bảo vệ của thượng sự viện đó, những cái vị trung sĩ đó vào để áp tải bà rời khỏi cái thượng viện, áp tải bà rời khỏi thượng rồi cái sàn thượng viện. Cái điều đó là một điều xúc phạm bà là một vị thượng nghị sĩ, tức là một cái vị giống như cái chúng ta đưa đây là gọi là một người mà được bảo vệ tối đa về luật pháp cũng như là được khỏi khám xét đủ thứ kiện, thì bà không được cái quyền đó. Cho nên hiện nay sau cái buổi đó bà rất là buồn. Bà đã tuyên bố với báo chí sau đó rằng, tức là cái tờ của Sacramento Bee và cái tờ của Los Angeles Times đó, bà là người đại diện của cư dân cử tri tại cái địa hạt 34, bà lại đại diện cái tiếng nói của họ tại cái thượng viện này mà không để cho bà nói, tức là vô tình bóp nghẹt cái tiếng nói của cử tri cái gì đây. Cho nên cái điều này bà rất bị tức giận. Thì không những gì bà và nguyên cả cái nhóm thiểu số của Cộng hòa tại thượng viện, kể cả cái vị lãnh tụ lãnh đạo của cái khối thiểu số thượng viện đó, công cũng lên án và họ có những cái phát biểu hết sức là mạnh mẽ về một thái độ bất kính cũng như thái độ đó. Thì hiện nay chúng tôi được biết là ông chủ tịch thượng viện là ông Kevin De Leon đó, ông đang có, tức là cái vị mà chánh văn phòng ông Long Huy đi đó, ông có cái tin gấp thì tuyên bố về cái việc là ông cố gắng sẽ gặp gỡ sắp xếp với thượng nghị sĩ như thế nào. Thì hiện nay cái tình hình chúng ta chưa ngẩn ra sao hết, và thượng nghị sĩ đã phải nói là chúng ta phải biết rằng cái điều này là cái điều bất kính với thượng nghị sĩ. Tuy nhiên chúng ta phải nhờ cái thái độ
mạnh liệt như vậy, nhờ cái lập trường chính nghĩa của Thượng nghị sĩ, chúng ta thấy được nhờ vậy bà đã trở thành một cái người mà đại diện cho chính cái người Việt Nam. Nếu chúng ta không có những vị dân cử như Thượng nghị sĩ ra đến hiện tại thượng viện, thì cái việc mà ông Tom Hayden này với cái quan điểm chính trị như vậy, với con cách nhìn đã lái cho cái người Việt, người Mỹ tại ở đây nhìn cái cuộc chiến Việt Nam dưới một cái lăng kính khác, thì rõ ràng là bất lợi cho chúng ta. Đó là cái chúng tôi thấy được qua cái điều này, chứng tỏ là Thượng nghị sĩ Giang Nguyện là một người mạnh mẽ, lập trường rõ ràng nhất khoát chính nghĩa quốc gia, và đặc biệt là cái bản lĩnh của bà dám ăn, dám nói, dám đấu tranh cho cái quyền lợi của người Việt chúng ta, dám đấu tranh cho cái lịch sử của không được bóp méo, không được sửa đổi, không được thay thế bằng một cái cách nhìn khác. Đó là chúng tôi xin trình bày với anh Nghi Lễ và quý độc giả của đài. Vâng, thưa anh là một người đại diện cho Thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn sau cái sự việc nó đã xảy ra ngày hôm nay, thì thưa anh, đó là một thái độ bất kính của